Các bạn đang muốn có thật là nhiều con Huy, hãy vào ngay shop tolokey.com. Khi mà chúng ta đăng ký tài khoản mới, các bạn sẽ nhận được con Huy hoàn toàn miễn phí nhá. Ở đây thì mình nhận được 302 con Huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link của shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lên cho các bạn chứng chỉ mới để mod skin liên quân cho máy iOS mà không cần jailbreak nhé. Đầu tiên bạn kéo xuống phần comment của video này sẽ có một đường link. Bạn vượt link theo video nhé. Ôi giời ơi, con này bị thần kinh đấy, đang bán hàng livestream hoặc sách truy hồn. 50. Quần đẹp quá, có còn mỗi 50.000. Thế là như nào? À. Thế là mày muốn gì? Màu xanh này còn màu xanh bạch kim. Mày là bị trúng độc à? Quần có gắn kim cương không? Có, gắn kim cương hột phản đó, mày mang về cho lặng người. Tác phẩm mới tiếp theo cho khách nhá. Trên Shopee, ở đây, lên Shopee. Mày lên Shopee đi. Màu be giống lông màu con bò. Sao lại màu be giống lông lông bò? Nó sẽ ra thế này thì bạn chỉ cần nhấn vào cái nút install và nhấn tiếp vào nút cài đặt là được. Không có áo phao, mùa hè đi mặc áo phao. Rồi giờ bạn thoát ra màn hình chính chờ nó tải đẹp xong. Đẹp lắm nhưng mà xấu. Mày bị định lý VS à? Có bán cung tà ma không là cái gì em? Quần đùi không có quần đùi nào. Làm gì có quần đùi nào dài quá lách. Nói bé bé thì mẹ em chửi. Em ơi anh live stream bây giờ anh... Tải xong thì bạn vào cài đặt và vào tiếp cài đặt chung để chọn quản lý VPN và thiết bị. Sau đó tin cậy cái chứng chỉ đó là được. Cái gì kia bà nào để ảnh la ra đã. Giờ thì bạn vào game và tải full tài nguyên để sang bước tiếp theo là dán mod nhé. Mày thuộc bang phái nào? San Loren cảm ơn Trinh nha. Giết cái thằng. Mày cái thằng lão nhị cái đó. Mày làm cái mẹ đi nói như thế mà cảm ơn Thu Hiền, cảm ơn Thắm Phạm nha, cảm ơn Thảo Sinh nha. Đấy, đấy, thấy chưa? Cả nhà vui vẻ, gia đình hạnh phúc ấm. Tiếp theo là dán mod nhé. Ở đây thì bạn cần tải ứng dụng F-File có trên App Store nhé. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh. Chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên group Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên. Tải xong rồi thì vào ứng dụng F-File nha. Rồi nhấn vào chỗ iPhone của tôi, rồi nhấn vào nút dấu cộng ở góc dưới nhé. Rồi bạn chọn vào dòng liên quân mod skin. Bởi vì phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Rồi ra đổi tên để tiện dùng cho lần sau luôn nha. Rồi bạn nhấn tiếp vào dấu cộng và cấp quyền cho thư mục tải về nha. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn skin Na Thứ Nguyên Vệ Thần nhé. Bạn nhấn vào cho nó giải nén ra. Giải nén xong thì vào thư mục đó rồi vào thư mục iOS nhé. Vào tiếp đến khi có ba folder là Aget, Databin và Perzipap nhé. Bạn sẽ dán lần lượt từ trên xuống theo video của mình ở đây nhé. Nhớ là vào thư mục nào trong file mod thì phải dán đúng thư mục đó trong file game nhé. Chúc các bạn thành công và nghe nhạc vui vẻ. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu nhỉ? Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm mà đánh to năng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ má anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh. Thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi
đi vệ sinh mà vào vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại bảo bán đồ ra để đến chỗ anh Sèng ạ, à, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng ạ. À. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc các bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Giờ biết rồi, đấy rồi, lần sau là em đi thì em không sao, thôi. Lấy cái bàn chải anh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh đúng ở trong mồm, đánh toàn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào.